Chào anh em nhá. Facebook buổi kia không like được. Đây, đang đang đi đình để qua tiệc bảng mà kia phải lôi ra này. Hết hàng ra phải lôi ra. Chào anh em nhá. Đây lôi hàng Nghệ An này ra. Giòn 10-17 cái lông đi. Em chào anh Minh Quang nhá. Để đừng dập được các bạn, chứ phải đem ra bạn cho anh em. Đẹp luôn. Chưa lên bồ đấy, lên bồ đẹp quê. Con này yếm lên kịp này. Chào anh em nhá. Đấy, còn phóng yếm kịp. Chào anh nha, chào anh em, chào Vũ Nghĩa nha. Năm qua có nhiều kịp này. Điểm đau xuống là kịp, chắc là hở tí. Đây chim Nghệ An nha, con này đây bay Nghệ An nha. Chiều mày hái chiều mày bát kêu ấy. Tuy à, dòng rằng rạng nghe. Đó. Chuẩn Nghệ An nha. Đây được để vô cho mạnh tỷ bảng mà. Bây giờ đang hết hàng đẹp thì phải tắt ra. Không có mày bị phép ấy. Chào anh em nha. Nó là kéo đấy. Lô này là dường tháng đấy nhá. Lô này là dường đúng một tháng. Chưa được tháng. Bây giờ tắt ra định dường khoảng 2 tháng bán cho ok. Mà thôi bây giờ hết chim đẹp rồi, phải đem ra để bán. Con yếm kia đẹp luôn em ạ. À. Con này lên mao cũng đẹp luôn á. Chim này chim Nghệ An nhé. Hàng đẹp cũng không có hàng xấu đâu. Ít nhất cũng phải 8 chim điểm, nhưng không có hàng 5-6 điểm đâu. Chào Tuệ Mừng nha. Đây, anh đang xem này, đừng lên là ra thằng. Chào anh em nha. Anh em mới xem giùm coi có con nào ở đây khả năng bán xe máy được không? Anh em xem giùm. Chim này chim mới nhé. Chim này mới chưa được hàng. Nước kia là lái được, nước bồi lái được. Đây đẹp hết mà, đấy chưa, nó chưa ra hàng mù đấy, con ra mù nó phải lưng ấy. Lưng ngoài đá lưng hết, chứ không có bay đi ra cho không. Bay đi không có kiểu đến cao mỏng. Bây giờ chứ bạn bộ cho anh em thì cũng cố gắng lấy những cái vùng nó giữ chim, nó gấu chim thôi. Và anh em sản xuất, anh em lừa chim tổ chức nó mau chơi là được rồi. Chứ con nói để mà đã xe đã đô thì làm sao mà nói được. Và cho vui ở đây cái
câu chuyện lại nói cho vui ấy. Anh em xem buổi chất lượng nha. Anh em cần nhập và thả avi chục 15 con, hoặc là anh em cần lấy bạn vẫn có hàng cho anh em nhé, nhưng mà không phải hàng thải đâu nha, hàng phải ok, mình lợi ít nhưng mà ok nha, còn hàng thải mình lại thải đi đâu khác rồi. Chào đến Vân Thế nha. Đó, anh em thấy nó quốc ràng ràng trong này. Em không bán ở đây nha, em không bán trong chuông này nha, tắt ra em mới bán nha. Còn bán trong chuông này là phải bán lấy nhiều em mới bán cho cả nha. Bây giờ lôi ra làm sao biết con nào con lưng con này, chỉ có may ra cái con yếm khịt kia thì thấy được. Ừ, lô này để riêng em ạ, lô này để riêng, cái chuông này để riêng thôi. Lô này ít con, bên này mình nhiều này, bên này mình nhiều này. Còn lô này là đồ riêng kiểu vùng ấy, mình lấy vùng mình phải để riêng chứ thôi lồn xuống kiếm mình kiểm tra được. Máy à, máy phải coi là ngày hôm nay tắt 16 con này ra luôn nhá, đây được 16 con tắt luôn, chuẩn nghe luôn. Hàng này hàng dằng lâu lâu mới có chim chứ không phải lúc nào cũng có đâu. Nhưng mà bây giờ hết chim đẹp bán rồi, bây giờ đem ra để bán cho anh em. Đây có con niềm thịt này, kéo trong này. Mình đứng vậy nào mình học nha. Thì ba bữa có con niềm thịt này, ai chơi niềm thịt thì lấy niềm thịt nha. Con hoàn toàn lưng đã lưng hết. Vùng đi vùng 375 em ạ. 375 nó phải trên dưới 2 triệu em ạ. Triệu mấy, 2 triệu mấy tôi. Có hiểm khịt đó rồi đó, hiểm khịt đây, hiểm khịt này, con này hiểm khịt này đẹp lắm. Đưa đuôi cái hiểm khịt đi, con này lưng đẹp rồi, con lưng mà đỏ lưng đẹp. Đây có hiệp khịt đây, quốc dòng ơi. Không có cả hai, cả hai đi chim về, chim này cũng hiếm rồi. Cả hai là phải liên hệ anh em Tân Kỳ ấy, mình không có cả hai. Bây giờ nếu mà có cả hai cũng lấy đấy, nhưng mà tại vì chắc là không cũng có bày được nhiều đâu. Đang sáng mô ăn trưa luôn nha, ăn sáng mô chào cảm ơn bạn nha, chào anh em. Rồi coi con hiểu thịt nha, con hiểu thịt này, con hiểu thịt. Chào Kiến nha, bọn đi bao đẹp luôn em ạ. Ok ok, để anh chọn cho con nha. Ừ, đây con lưng này đẹp rồi. Rồi có được kẹo này, con này đồ dòng này, con này đồ dòng này. Con này cũng mau lưng nha, không phải đính đâu. Ồ, cái mặt này thì thôi xong rồi. Thì quay giống dưng mặt này thôi, nhớ bắt. Đây có hiểm thịt nha. Ok Khải nha. Đây này có 16 con thôi. Hàng nhà này có 16 con thôi. Gom gần cả tháng mới được đấy. Không có nhiều đâu. Vài bữa em quay con chim anh lấy ra nuôi. Mặc dù là chưa kê nhưng mà vài bữa em sẽ biết. Xấu xí nhưng mà ok, đó cái con này học này, con này học. Con này mới dư hảo một mình nào học này. Này con này này, con này này. Ừ, con lắng quá. Con này này, đây em nhìn cái mặt bên trái này. Nhìn hai cái mặt vuông không?
nhìn là đúng lông chim. Đó thấy chưa, con này này, cái mặt vuông này. Đó, cái tấp trắng vuông không, tấp cái mặt tấp mặt trắng vuông không. Đó, chỉ cái khung về hàng đầu đây thôi. Đây nhìn đây, nhìn đây rồi, đây hàng đây là chắc chắn đây rồi. Ô đủ đây rồi. Đang tìm lại hàng á, được tìm hàng lại hàng. Ok Hải quay nhá. Đây hàng đây này, hàng đây này, con này đây này. Con này chắc chắn là con chim ok luôn, tổ chức ok luôn này. Con đi. Chắc chắn con này là tổ chức ok luôn. Đây. Đồ vòng quay. Thôi Quốc Hồ ơi, đừng có khìa họ nữa. Họ bạn cầm tay mà họ bạn được là họ đang họ là VIP đấy, họ là đỉnh cao đấy. Mình có muốn bạn cầm tay của bạn cũng được đâu, anh bây giờ anh có muốn bạn cầm tay anh bạn cũng được như họ đâu. Nên tốt nhất là không, mình không khìa ai hết. Cái duyên của đầy đẳng cấp của họ họ mới bạn được đấy. Bây giờ anh thì các bạn mà cầm tay ai mua? Em bạn cầm tay ai mua? Đây con này giống thịt nha. Nghe ăn nha. À. Hàng đi là chưa được tháng. Ăn rồi đầy đủ, cầm gà cầm đồ này. Đầy đủ nha. Đúng rồi. Mọi người nè, mọi người mà có một cái ấy riêng chứ. Bây giờ người ta bán được thì mình phải mừng cho người ta chứ. Miễn sao người ta làm tốt, người ta bán chim ra ok là được chứ. Bây giờ khách họ hài lòng, không hài lòng thì người ta mất khách chứ. Còn làm sao mà mình người ngoài mình khiến người ta được. Đây con lấn này, con lấn lớn quá đẹp luôn này. Đây con này lấn này. Hôm nay chơi hơi tiệc hơi trời trời chứ nắng. Đó, thằng này đúng cái thằng này. Thằng này đó, anh đây đây đây. Thằng chỉ đứng một mình thôi nha. Đó, thằng này. Mình có thể nhìn cái mặt lại thôi, nó bắt ra nè. Con này thì mau lưng nhưng không phải để mau đinh được. Mau lưng dày. Đây, đó cái mặt này. Ôi cho bồi em đây luôn anh ơi. Anh Băng ơi. Anh mua chờ anh mua bao nhiêu cũng có mà. Nhưng mà khách đặt luôn. Đặt đúng không? Đặt mà chứ. Đặt mà chứ đặt bắt ra. Khách cho bàn qua này đây. Khách cho bàn qua bắt con lưng đi mà chứ là hôi mà lại ra thằng nhớ. Ừ, khó lắm. Để coi. Lưng đi hẳn thôi à. Đâu. Mà giờ hẳn lên bộ thì. Thôi tìm lắm hết. Đó. Không phải con học nè, con học nè, nó con khác nữa, con học nè dễ trở lắm. Con học nè, mới hôi mới tìm được hẳn, mới bắt ra mới tìm được hẳn. Không, đấy đó, cái đồ màu hơi dễ dàng. Cái mặt hẳn già mà, cái mặt vuông nghe. Ừ, hơi trật trật. Anh nhau cái mặt vuông khác mày có con lại không? Đó. Rồi, bởi vì mày con nên tròn á, con lưng bên trái hẳn nhá. Cái mặt lưng vuông. Con lưng được chạc hẳn luôn, con lưng lên, đó, con lưng được chạc. Cái mặt nó vuông đi, mày dễ trở này. Con lưng lên, con cái khách chụp ảnh lên thì con rồi đấy. Thì giờ cái con đi mà con về chơi này con được học học mặc dù là học bình thường nhưng mà đó là mặt mà trong cuối rồi phải không mà chưa hồi ai chọn nữa, ai chọn lưng Khang à? Khang cứ đưa lưng đi chứ nữa bảo đó lưng đi à bảo đó Khang comment Khang chắc đang quay lại em đúng không? Khang ơi con xem phải con đi không thì ơi chị anh nhớ là anh bắt ra cái này. Khang có xem lại không anh gọi nữa. Thằng Hưng đi không? Con được đó, con rồi đó. Con rồi thì về bắt, với con nữa là đang dần mau rồi. Con rồi mày con chưa dần mau. Đúng rồi, con rồi nhảy cái hàng đó. Con đứng dưa luôn. Đứng dưa, đó. Con nhảy luôn, đó, nhảy xuống, nhảy. Thôi đi sang ra thôi. Con nào?
con. Chàng ra mới đưa chắc nhờ nó con là gì nhỉ? Con là mai không sập không? Đây đấy còn 16 con là bất cứ con muốn bạn thì mà để anh em hôi tỉ bọt tròn cho hết nha. Con cạnh nó hót đi. À Phú ơi anh lừa rồi, Phú ơi anh định nhận em anh cơ quên đi. Anh lừa cho em rồi. Đây lưng hết chắc chắn 100%. Rồi con đứng góc cửa này, nó cũng không kháng quả tròn nào đúng không? Thấy gì nữa? À không phải con. Thì em tìm nó đem nhớ lại con học cái này. Rồi này, hôm nay thằng đi học này, thằng đi game. Ui dạ. Ok, Duy Tân Lo Mì nha. Để em lừa cho anh con anh Duy Tân Lo Mì nha. Nhưng mà để em ra clip thải đồ rồi ra lại anh ạ. Đừng có bắt ngang vậy. Ê, đù con đừng khỏe lại nữa thì. Ô đù. Ô tôi bấm cho mày cụ. Thôi chào anh em nha, để em tắt chim lại nha. Để tắt cái quái cỏ. Sau đây thì để quay lại nhớ cái con đi thôi bắt ra. Bắt ra đưa cho anh em đặt hàng VIP. Báo đẹp luôn ấy. Anh em mua mà gục bồi là cứ khẳng định và anh em lấy những cái hàng như đây như tỷ lệ sản xuất này đó, tại vì vùng chim này vùng chim hay và đẹp nữa, mình lừa đẹp nữa chơi sao mà lộ được. Đúng rồi, mặt vuông sổ bông anh chính xác anh ơi. Anh Hưng mà dùng cái từ mặt vuông là đẳng cấp luôn đấy. Anh Hưng mà dùng được cái từ mặt vuông nữa là hiểu rồi. À cái thằng Hiểu Bình Tương hay hỏi mặt vuông. Nhảy vô đây rồi. Đẹp mà luôn đi, mười mấy con đẹp lắm. Báo đẹp luôn á. Mình để dành đảng lại để dành ra giá đâu tiền mới bán cho anh em. Nhưng mà bây giờ hết thằng đẹp với đi rồi. Phải lấy ra bảng đây. Không phải để dành cho nó mạnh trong hoa ví cho nó. Rồi khỏe một hai tháng chứ không phải là bằng để dành để nuôi đâu. Nói chung nó cũng phải trên dưới 2 triệu tí em ạ. Con cái chim này chim bày đậu chuồng luôn nha. Anh lấy về dồn lúc 3 con 5 con là lấy. À con yếm thịt ra dòng đó nha. Yếm thịt ra dòng luôn, vừa nghe dòng đó nha. Chúng chim thì ra dòng thịt rồi, điều chủ yếu là khi về mình đó. Thằng đờ nhìn dòng bên bạn anh em đi gì điểm mắt nhau mà không có đi, nếu mà dương bồ lên là con hở ra tí đấy, nhưng mà kiêng rồi con đi cũng kiêng rồi, dạng kiêng rồi con đi là khẩn phương rồi. Ê cái con chim bên này xòe lại đâu không bắt không được là không đây đó thấy nhá. Do yếm kịp nè, có yếm kịp đi cũng mau đá lưng nha, đính đá lưng nha. Chứ không phải màu dê màu đồ nha. Bay đi không, bay chim đi không bao giờ 90% là màu lân đá lân. Giỏi lắm nó đính, nó phải đính đẹp. Anh em cứ dặn đi, bữa giờ bạn con bạn clip nhưng mà bây giờ bạn không cần clip trên đi đâu. Vì tại vì số lượng 16 con này ít lắm. Anh em đặt con là hết rồi. Chưa nhớ lại con này, hai con đang được trên nhau. Đúng rồi con này là thôi anh rồi nói với anh Vùng Tàu rồi. Điều phải bắt ra cho chuẩn. Ok Khải nha. Vùng này là vùng Nghệ An nha, con mấy bên kia có chim Bắc này. Để riêng thôi, để riêng 16 con này. Ai mà mùa đông mà chưa có người, Noel mà chưa có người yêu thì lấy em đi về này. Con đầu lắm đấy. Này cái khăn con cồn đi về này. Cho ẩm này. Con đủ giấy. Đẹp mà.
đẹp lắm. Nhân đủ giấy rồi thằng ra bồ rồi anh à. Thằng ra mình rõ bồ rồi, có bồn đựng đựng ăn đáng đựng đê phong á. Ừ. 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 Ừ, chào anh em nha, anh em chào anh em nha, anh em cứ inbox lại cho em Khánh Nguyễn nha. Lúc này hỏi trên tay cứ inbox. Chào bác sĩ nữa anh tắt ra. Chưa làm quay gửi bồi nhá.